Rồi và lai liền thôi nào cả nhà. Hôm nay sale lưu mẫu đầm mới nha cả nhà, DA1360 nha. Đầm em đang mặc sẽ có cho mình đủ size ạ. ML, XL, 2X đều có hết. 1360, giá gốc là 450, ngày hôm nay sale xuống chỉ có 299k mẫu đầm này thôi ạ. Một cái mẫu đầm form xề tay lê rất là xinh luôn. Rồi vải này là von hàn mềm rũ luôn nha cả nhà, mặc cực kỳ là mát, không có nhăn nhầu một chút nào hết đâu nha các chị. Từ 40kg đến tổng khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng ý mẫu này các chị mình lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để trừ hàng nha. Các chị ghi mã cho em mẫu này là 1360 nha cả nhà. 1360 chốt sale luôn với giá chỉ có là 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Tranh thủ mình lên đơn hàng sớm để trừ hàng trừ sai nha. Form đầm này rất là xinh luôn nè, vừa phải ha, nó sẽ không có kiến dáng nè. Và cái chị nào mình có bằng bụng mình vẫn mặc mẫu đầm này che bụng hoàn toàn cho mình luôn. Lâu rồi sao mới có một cái mẫu đầm tay lê cho cả nhà mình ha. Rồi bây giờ chị nào mình ưng đặt hàng liền giùm em. Dạ 65kg em cũng có size luôn chị Thùy Phong ơi, nhưng mà mình nhớ thêm cho em chiều cao với cho em thêm số đo vòng eo để bên em tư vấn kỹ hơn nha. Tại vì nhiều khi cũng hên xui nữa cả nhà, 65kg có chị vừa có chị không vừa nữa là quan trọng. Nhiều khi ví dụ như 65kg 1m70 đi vừa, nhưng mà ví dụ như 65kg nhưng mà 1m50 thì chắc chắn không vừa. Nên là các chị để lại cho em thêm cái chiều cao và số đo để bên em chọn size chính xác cho cả nhà mình nha. DA1360 ngày hôm nay sale luôn với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này nha cả nhà. Form đầm này lên rất là xinh luôn, vải này bao mềm luôn. Ở bên trong em có kèm lớp lót cho mình nha. Một màu chị ơi, mẫu này em có đúng một màu duy nhất, không có màu khác nha. 1360 và kèm cho em xin thoại luôn nào cả nhà ơi. Chốt ngày hôm nay cho mình luôn với giá chỉ có là 299k. Mẫu nào dài hơn hả chị? Chị thích dài hơn em có, nhưng mà có kiểu khác mẫu khác nha. Em thì nói chung là đầm này mỗi kiểu dạng, mỗi mẫu đầm thì em sẽ lên một mà mỗi cái vải họa tiết vải như vậy em chỉ lên một kiểu thôi, chứ không có lên kiểu khác. Là cái chị mình theo dõi chị nào thích kiểu nào thì cứ từ từ em lên cho mình nha. Đầm dài hơn cũng có, thậm chí dài tới phần cổ chân cũng có nha cả nhà, nhưng mà vải khác, họa tiết khác nha, kiểu khác ha. Rồi đầm em đang mặc chị nào mình lấy đặt hàng cho em DA1360. Đầm này em chốt sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 299k. 299k. Chị Gió Mây ơi, mình thích màu sáng hay sao? Chị màu sáng em có mà. Tùy vào mình thích màu sáng thì cứ nói em like cho. Em nhiều đầm màu sáng lắm chị ơi. Nè chị, nhiều màu sáng lắm. Rồi, có nhiều mà, tại vì mình không nói thì em không like thôi đó. Mình thích thì mình cứ nói em chị. Rồi bây giờ đầm em đang mặc chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. 1m55 eo to vừa không? Eo mình bao nhiêu chị? Eo to là mình bao nhiêu? Mình đo giúp em vòng eo nha chị nha. Rồi đầm em đang mặc chị nào lấy đặt hàng mã sản phẩm là 1360. Nếu mà đầm này á 2X là eo 84 hoặc là eo 86 trở xuống mình mặc vừa nha. Nếu mà size lớn nhất á là 2X là eo 84. Eo 84 hoặc là bon chen thì là eo 86 nha. Eo 84 là chưa tính độ co giãn đó nha cả nhà. Còn eo 86 là em tính thêm độ co giãn nữa rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ đầm em đang mặc chị nào mình lấy đặt hàng cho em mã sản phẩm này là DA1360. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn, chỉ có là 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người, tranh thủ mình lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em trừ hàng trừ size. 1360 và kèm cho em xin thoại luôn nha. Rồi chị Ngọc Trang, em chốt 1360 cho chị nè. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Mẫu này là mẫu mới bên em luôn mà hiện tại đang nằm trong top bán chạy luôn nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em ngay bây giờ. 1360 và kèm cho em số điện thoại. Chốt ngày hôm nay cho cả nhà chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm này. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Đầm có túi cho cả nhà mình luôn, hai lớp nha cả nhà. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Tranh thủ mình lên đơn hàng sớm ngày bây giờ em chịu hàng nè. 1360 và kèm cho em số điện thoại luôn. Eo 94 thì em sẽ có được 2 mẫu nha. Đợt này thì em sẽ có được tầm 2 mẫu là tầm eo 94. Chị tí nữa thì có gì em sẽ giới thiệu sau. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. 1360 và kèm cho em số điện thoại. Mẫu đầm này em chốt sale luôn với giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này. Rồi chị nào mà đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm giùm em ạ. Ok là chị Quỳnh Chi, em chốt đơn hàng cho chị nè, 1360. Có chị nào mình lấy mẫu này nhớ tranh thủ mình lên đơn hàng sớm giùm em nha. Ngay bây giờ em chịu hàng. Ở đây em cao 1m62 thì form đầm này mặc dài là ngang gối nha cả nhà.
Đó, form là em mặc dài tới đây. Tùy vào chiều cao của mỗi người, các chị canh dùm em nha. Rồi em đang mặc mã sản phẩm này là 1360. Cái chất von này mềm đó cả nhà ơi, mặc cực kỳ là mát và không hề bị nhăn nhầu một chút nào hết nha. Ai lấy mẫu này các chị cứ lên đơn hàng cho em là 1360 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1360 và kèm số điện thoại, hàng chuẩn form, vải đẹp luôn. Mặc like làm sao là em giao hoàn toàn y chang như vậy hết cho mình. Bao cho mình kiểm tra hàng, không vừa em hỗ trợ đổi size cho mình trong vòng 1 tuần. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em nha. Mã này là 1360 và kèm cho em số điện thoại. Chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 299k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Chị Mỹ Trang ok chốt 1360 cho chị nè. Rồi ai lấy mẫu này các chị nhớ đặt hàng liền giùm em ngày hôm nay để được áp dụng với giá sale nha. 1360 và kèm số điện thoại. Lên đơn liền giùm em chịu hàng chịu sang. Cái mẫu này là mình mặc sáng giàu không kém da luôn. Các chị da trắng mà cũng được và các chị da ngâm mà cũng được nha chị Lý Thiên ơi. Cái mẫu này rất là dễ mặc luôn á. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha. 1360 và kèm cho em số điện thoại luôn. Sale ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn là giá chỉ có là 299k mẫu đầm này nha. Ok chị Mỹ Trang em lên đơn hàng cho chị nè. Đầm em đang mặc mã sản phẩm này là DA1360. Có chị nào mình lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng liền dùng em luôn. Nhanh tay nha cả nhà. 1360 kèm số điện thoại, chị Ánh Thơ ok em lên đơn 1360 luôn. Sale ngày hôm nay giá chỉ có 299k. Cố gắng mình đặt nhanh kẹo hết chương trình sale nha cả nhà. Đầm này giá gốc là 450 mà trong line này các chị chốt sale với giá chỉ có 299k là cực kỳ rẻ. Tại shop đầm này mang bán 450 đó cả nhà. Ship hả chị? Ship cho anh thành phố Hồ Chí Minh 20 tỉnh 30 chị nha. Còn nếu chị nào muốn được miễn ship mình ráng gộp đơn hàng từ 600 ngàn trở lên là em sẽ miễn ship toàn quốc cho mình ạ. Rồi đầm em đang mặc chị nào lấy đặt hàng cho em 1360 nha. Chốt với giá là 299k thôi ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền dùng em luôn. Ngay lúc này em chịu hàng. À bây giờ để em lên đầm coi giãn nhiều cho các chị xem thử nha. Các chị đợi em một chút xíu nha. Ai ưng mẫu nào các chị lên đơn hàng liền dùng em ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Rồi mẫu tiếp theo nè, mẫu này rất đẹp luôn nha cả nhà ơi. Thực sự luôn á, vải này vải xịn luôn. Hôm nay shop sale giá sốc cho các chị mình nè. Ai lấy mẫu nào các chị comment cho em làm mã hàng nè. Với số điện thoại em chịu hàng liền. Đợi em vài giây nhé. Em qua thêm cho mình mẫu sản phẩm này. Đầm này coi giảm nhiều lắm. Với mẫu đầm này là tầm khoảng là 70-75kg mình mặc vẫn vừa luôn. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em chịu hàng ha. Rồi chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chịu hàng luôn. Nếu mở ra màu tối quá không lấy được không xót. Trời ơi, chị hầm em một câu mà em thấy hoang mang quá chị Cúc Nguyễn ơi. Là sao chị? Trên live em mặc làm sao lại em giao như vậy đó. Ý mình là mình thấy trên hình này rồi xong rồi mình nhìn thấy bên ngoài thấy màu tối hơn rồi mình không nhận hàng hay là sao chị? Hoang mang quá trời ơi, em rất là sợ những cái comment như vậy luôn. Rồi chị ơi bây giờ nha, như thế này nha chị. Nếu như á, tại vì dù gì là mình cũng xem gián tiếp qua màn hình điện thoại đúng không ạ? Thì sẽ có cái sự chênh lệch độ phân giải màn hình điện thoại mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ như là cái điện thoại của mình xem cái màu sáng hơn, mà cái điện thoại của chị hàng xóm xem cái màu lại tối hơn. Đó là do độ phân giải màn hình điện thoại mỗi người một khác nhau. Nó sẽ có sự chênh lệch một chút xíu. Thì em mong rằng cái sự chênh lệch này mình có thể du di bỏ qua giúp em được không ạ? Tại vì cái sự chênh lệch này nó không nhiều. Thực sự là nó không nhiều, nó ít thôi chị ơi. Đó, nhưng mà nếu như mà mình kỹ tính trong việc chọn màu, em nghĩ rằng mình nên đến trực tiếp shop mình mua hàng chị nha. Nếu mà giao thực sự, tại vì hàng em mặc làm sao là giao vậy rồi, em không biết là quan điểm màu tối của mình nó như thế nào. Ví dụ như trên live đó em mặc sao em giao vậy à, em mặc live như thế này, hàng em cũng giao như vậy cho mình thôi, không có khác gì hết á, không khác gì hết. Nhưng mà ví dụ như vấn đề điện thoại của mình nhìn cái màu nó sáng hơn mà mình nhận được cái màu ở ngoài thực tế màu nó tối hơn, tại mình không nhận hàng, thì cái này thì em hơi không chắc em không dám giao hàng quá chị ơi. Em sợ bị bom hàng quá à. Em sợ bị bom hàng quá cả nhà. Tại vì giao hàng cũng cực khổ khó khăn lắm các chị ơi.
Đó, cái này mình du di bỏ qua giúp em được không? Không thì nếu quá lắm thì có thể là mình hỗ trợ dùng shipper 30 ngàn để người ta hoàn hàng về lại cho em. Còn thực sự là em mặc làm sao là em giao 100% y chang, vậy không khác gì đâu. Em bán hàng 6 năm rồi, chị nào gắn bó với shop em nhiều mình biết rồi, đúng không ạ? Em bán hàng 6 năm rồi, không thể nào mà em bán hàng tào lao cho các chị được. Đó, nếu mà bán hàng tào lao chị bán được hôm trước hôm sau là em nghỉ bán liền rồi cả nhà, chứ không đến đến không phải là bán đến giờ này. Rồi, ok chưa cả nhà ơi? Rồi, bây giờ nha các chị, đầm này của em nha. Đầm em đang mặc trên người đây, DA13. DA13 57 em đang mặc trên người, DA1357 nha các chị. Mẫu đầm này em sẽ có 4 size nha, ML, XL với 2X. ML, XL với 2X các chị trong tầm từ 40 kg đến 65 kg vừa phải này, có được độ co giãn siêu tốt luôn. Co giãn nhiều lắm cả nhà, đây là đầm này 75 kg vừa đây nè. Các chị nhìn cho em, mẫu này em nghĩ các chị nên giảm size mặc được luôn á. Giảm xuống một size cả nhà, tại chất này co giãn mà. Nhiều khi ví dụ đầm này co giãn ít ít hay không co giãn mà mặc phong bình thường. Có này co giãn nhiều mình giảm xuống một size được nha cả nhà. Thậm chí chị là thích ôm mặc à, giảm hai size. Dạ shop em ở quận 7 chị nha. Nhưng mà lưu ý giúp em, hiện tại tại shop thì em vẫn chưa có cái chương trình sale giống như trên live nha cả nhà. Ví dụ như đầm này giá nó đặt 500 ngàn tại shop, có những đầm thì tầm 450, ví dụ đầm này 450 tại shop đó. Nhưng mà nếu các chị săn sale được trên live thì giá được rẻ hơn rất là nhiều, nên là bởi vậy em khuyến khích các chị đặt hàng trên live là vậy, được ưu đãi nhiều lắm luôn á. Rồi đơn hàng 600 còn được miễn ship nữa. À, nếu mà các chị đến shop thì vẫn được, các chị có thể có thời gian để mình thử đồ, được xem hàng trực tiếp tại shop. Nhưng mà giá sale, giá tại shop thì em không áp dụng giá sale mà em bán giá gốc nha cả nhà nha. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng cho em là 1357 nha. 1357 giá 500 ngàn, em sale trên live là 239 nha các chị. 239k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng trừ size 1357 và kèm số điện thoại. Lên đơn liền giùm em trừ hàng nè. Rồi chị Vương Lan Lê cũng có màu sáng, màu tối tùy do mình chọn thôi, quan trọng đầm mặc ok mà giá rẻ nên chị ủng hộ em. Cảm ơn chị Vương Lan Lê nhiều nha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Chị nào mua hàng nhiều shop em là mình biết rồi ha. Hàng em like làm sao là em giao hàng y chang vậy thôi, không khác gì hết nha cả nhà. Rồi, ai lấy mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em. DA1357 và kèm cho em số điện thoại luôn nha. Đầm có túi nha cả nhà ơi. Vải này là nhung và nhung này là nhung vân. Vì sao em gọi là nhung vân? Tại vì các chị để ý đi, trên nền vải của nó có những cái vân vân nè. Trên nền nhìn nó rất là sáng nha. Đặc biệt là khi những cái vân này nó lên những cái phần họa tiết hoa. Cái hoa rất là đẹp luôn, họa tiết rất là sang luôn. Đầm này thì có 4 size ML, XL, 2X và trong tầm 40 kg đến 75 kg mặc vừa luôn. Ai lấy mẫu này các chị cứ lên đơn hàng cho em là 1357 và kèm số điện thoại. Với mẫu này có co giãn nhiều nên em nghĩ các chị nên giảm size nha. Đầm này chưa co giãn cỡ này nè cả nhà. Đó, chưa co giãn cỡ này. Rồi, co giãn rồi nè. Trời ơi, co giãn nhiều quá chừng luôn. Nên là có thể giảm xuống một size, giảm xuống hai size được. Đầm vừa cầm thì 70 kg không vừa đâu chị Phạm Liên. Đầm này chỉ tầm khoảng 65 kg thôi, eo tầm khoảng 84. Bon chen lắm thì tầm eo 86 thôi. Đó, nếu mà mặc vừa phải thì tầm eo 84 trở xuống. Còn đầm này chị, đầm này 70 kg với vừa nè. Đầm này 70-75 kg vừa luôn. Rồi đầm này chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em trừ hàng trừ size nha. À, rồi ok. À, vậy hả chị Vân Nguyễn, rồi mình cho em số điện thoại mấy bạn lên đơn hàng cho mình nha. Nếu mà trường hợp các chị đặt hàng mà chưa có nhân viên gọi điện chốt đơn ấy, mình comment lại một lần nữa cái số điện thoại để cái tin nhắn của mình được nhảy lên trên được trả lời trước nha. Mã đầm em đang mặc là 1357 ngày hôm nay. Em chốt sale luôn cho mình có 239, quá rẻ luôn cả nhà. Cái mẫu này sale sốc ấy, thực sự là rất là sốc luôn á cả nhà. Vải xịn luôn. Mà đầm này hiện tại shop đang lên chương trình sale tương tác, thay vì giá gốc là 500. Em bình thường các chị mua, các chị mình mua mẫu này mình biết mà, rẻ nhất sun sale rẻ nhất cũng 349, mà hôm nay mình được chốt luôn chỉ còn có giá là 239 thôi. Bây giờ mình chốt được chỉ có 239k mẫu này thôi, giá siêu yêu thương, giá 58 kg vừa nha chị ơi. Đầm này là em là 40 kg đến tầm 70-75 kg vừa, 40 kg đến tầm 70-75 kg vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ. DA1357 và kèm cho em số điện thoại. 1357 và kèm cho em số điện thoại em chịu hàng. Chốt ngày hôm nay sale luôn cho mình với giá chỉ có là 239.000 đồng mẫu đầm này. Vừa thay ra mẫu đầm này là 1360. 1360 đầm. Ủa khoan, vừa thay ra hả chị? Vừa thay ra vừa nãy em mặc mẫu gì ta em quên rồi. Rồi chờ em một xíu nha.
Vừa nãy em mặc mẫu gì? Tí nữa thôi mình xem lại giúp em nha. Mình xem rồi mình đặt mã hàng kèm số điện thoại. Có gì mấy bạn tư vấn size sau cho mình luôn cho dễ nha chị ha. Rồi em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng cho em mã sản phẩm này là 1357, chốt sale luôn với giá chỉ có là 239.000 đồng mỗi đầm này. Hôm nay là lên chương trình sale tương tác. Lưu giúp em với giá sale này em sẽ áp dụng duy nhất ngày hôm nay, không áp dụng bên ngoài. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng cho em liền ngay bây giờ nha. 1357 và kèm số điện thoại sale luôn 239k. Nhưng ngày hôm nay là em sẽ tăng giá lại rồi nên các chị tranh thủ lên đơn liền dùm em nha. Em chịu hàng chị sai nè. Shop có đầm áo liền váy không shop. Ý là áo liền quần hay là sao chị? Zoom, ý chị nói là Zoom đúng không chị? Zoom thì em cũng có nha chị nha. Rồi tí nữa em sẽ lên sau. Rồi chị nào lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là 1357, giá em chốt ngày hôm nay chỉ có là 239k. Đầm em đang mặc có suông không? Dạ không, đầm này em chỉ có form xè này thôi chị nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em luôn. Mã này là 1357, chốt với giá là 239k mẫu đầm này. Lên đơn liền dùm em nha. Rồi chị Vân Nguyễn ơi, 1360 rồi. Ok chị cứ lên đơn đi cho em chiều cao cân nặng, bên em sẽ tư vấn size cho mình nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em 1357 và kèm số điện thoại chỉ có giá là 239k mẫu đầm này. Chị nào lấy lên đơn hàng cho em ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nha cả nhà, chờ em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào cái chị đặt hàng sử dụng em chịu hàng luôn. Tiếp tục nha, em lên sale thêm cho mình một cái sản phẩm khác nữa đây. Bây giờ em sẽ lên body nha. Em sẽ lên body sale luôn cho cả nhà mình nè. Trời ơi đầm này sale cực rẻ luôn, vải này vải nhung nha, nhung kim tuyến cho mình đây. Mẫu này sẽ có 4 size ML, XL với lại 2X luôn. Rồi đợi em vài giây nha cả nhà. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền luôn dùm em. Thường những cái mẫu đồng nhung á, các chị mặc á nó co giãn nhiều nên là mình mặc cũng dễ mặc ha. Ok chị Hồng Liên, em lên đơn hàng cho chị nè. Rồi và bây giờ đầm em đang mặc đây là 1349. Đầm này á phần cổ là cổ đắp chéo nha. Và chị nào thích cổ cao thấp gì đó mình có thể tự tùy chỉnh theo ý thích của mình được nha. Cái phần cổ này chỉnh cao chỉnh thấp được hết á cả nhà, không có cần phải đính chỉ luôn. Rồi phần này nó xếp ly nè cả nhà, xếp ly che bụng cho mình ha. Vải này là nhung kim tuyến nha cả nhà ơi, rất là sang. Hôm nay shop sale luôn cho mình nè. Đợi em một chút xíu nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng để dùm em. Đầm này á, nó có co giãn rất là nhiều nên là khi các chị mặc thoải mái dễ chịu luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền dùm em nha. Lên chương trình sale lớn luôn cả nhà ơi. DA 1349 nha. Đầm này ngày hôm nay shop sale xuống luôn chỉ còn có 199.000 đồng. Không tin nổi luôn cả nhà ơi. Một cái mẫu đầm mà hàng cao cấp luôn, vải xịn sò, mặc đi tiệc. Một cái đầm mà mình mặc đi tiệc mà hôm nay mình săn sale có 199k cả nhà ơi. Cả nhà nhìn cho em cái chất nè, trời ơi mê luôn. Nhung mà nhung kim tuyến đó nha cả nhà. Nhung kim tuyến nha, xịn sò luôn mà không có ngứa nha. Không có ngứa, không bị khó chịu gì hết, mặt bên trong rất là mát luôn. 1349 ngày hôm nay shop sale cho mình chỉ có 199k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền. Tại shop em đang bán mẫu này là 450 nha. Tại sao em đang bán 450 nhưng hôm nay trên line này nhà mình được chốt sale với giá chỉ có là 199k. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em chịu hàng nha. Chị Thiên Nga, mẫu đó em hết rồi chị ơi, hết cái size XL rồi chị nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu đầm em đang mặc thì mình đặt hàng đầm này đủ size ML, XL, 2X em có hết luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà, chất vải nhung kim tuyến nha, có co giãn cho mình, có co giãn cho mình mặc thoải mái. Với mẫu đầm này các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều mặc được luôn. 1349 và kèm trang điện thoại nha. 1349 kèm số điện thoại sale giá 199, ở đây xếp ly nè, xếp ly che bụng cho mình. Giá gốc là 450, ngày hôm nay mình được săn sale chỉ có 199.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em, ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size. Lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nè cả nhà ha. Chị Nhiên Phạm ơi, để lại số điện thoại cho em chị ha. Các chị ơi, ai lấy mẫu nào các chị lên đơn, mã này là 1349, giá chốt ngày hôm nay cho mình là 199k. Rồi, nhanh tay nha cả nhà ơi, đủ hàng cho mình luôn. Ở sào bên phải ở giữa. Ở sào bên phải ở giữa, ý là mình muốn xem mẫu nào chị ơi. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sử dụng em. Mã này là 1349, em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá là 199k, 450 sao còn 199 nha. Chị Ngọc Phương, em lên đơn hàng 1349 cho chị nè.
Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ nha, em chịu hàng luôn 1349 chốt sale là 199k. Từ 40kg đến 65kg vừa, nhanh tay lên cả nhà. Đầm này mình có thể là giảm size cũng được, tại vì cái chất này nó có co giãn đó cả nhà. Đây các chị nhìn cho em nè, nó có co giãn nhiều luôn, nên là em nghĩ các chị có thể giảm xuống một size mặc được luôn á. Giảm phối dây đai thêm cho mình nha, von hoa nhí. Rồi ok, tí nữa em sẽ mặc cho mình xem thử. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sửng giùm em xem màu đỏ hả chị. Rồi từ từ nha các chị, em sẽ mặc dần dần theo yêu cầu của thầy nhà mình luôn. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng cho em 1349 nha. Cái dây đai này không kèm đầm nha cả nhà, cái dây đai này em phối cho mình xem thử thôi. Mã đầm em đang mặc các chị ghi cho em là 1349 và kèm cho em số điện thoại. Sale luôn 199k, 199k mẫu đầm này nha. Chất đúng đẹp luôn các chị ơi. Vải rất là êm luôn nha các chị. Vải này mặc cực kỳ mát lạnh luôn. Rồi chị nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em nào, 1349 và kèm số điện thoại nha. Chị Ánh Thơ ok, lên đơn 1349 cho chị nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chuyển hàng chuyển sao liền trên live cho cả nhà. 1349 nha cả nhà ơi, đủ hàng cho các chị mình luôn, xuất sắc nha. Ở đây em cao 1m62 thì cái form đầm này mặc dài tới đây vừa phải và dễ mặc luôn. 1349 chốt sale 199k, ai lấy mẫu này các chị nhanh tay nè. Cái phần cổ này nè cả nhà, thực sự là chị nào mà thích cổ cao mình có thể chỉnh lên cao hơn được nữa, hoặc chị nào thích cổ sâu hơn mình chỉnh xuống được nha cả nhà, rất là dễ chỉnh thôi. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nè. DA1349 và kèm số điện thoại. Kiểm tra đơn hả chị ơi, mình inbox cho em đi và kèm số điện thoại để mấy bạn kiểm tra đơn nha. Tại vì bây giờ em đang live rồi là em không có lên hệ thống kiểm tra đơn cho từng chị được ấy. Trên live là chủ yếu em chỉ tập trung là em giới thiệu mẫu cho cả nhà các chị cùng xem thôi. Rồi, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nha. Đầm body gì chị Hồng Liên ơi? Chị nào lấy đặt liền giùm em chịu hàng chịu size nè. Mẫu đầm này em chốt sale luôn trên live chỉ có là 199k, 199k đầm hoa cổ đắp chế. Để tí nữa em xem còn mẫu nào em lên sau nha. Đầm dài em có nha chị Phong Trần ơi. Mã đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng, đây là DA1349. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà, mình được chốt với giá có 199k thôi nha. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển sai luôn. Form rất là đẹp luôn, đầm không kèm dây đai, cái này em phối thử thôi nha. 450 giá gốc, ngày hôm nay em chốt sale chỉ còn có là 199.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng comment liền giùm em ngay bây giờ em chịu hàng 1349 và kèm xin thoại luôn 199k. 199k mẫu đầm này, vải này mặc mát lạnh nha, không hề nóng một chút nào hết và có co giãn nhiều cho cả nhà mình luôn. Chị nào mình lấy đặt hàng cho em là DA1349 và kèm xin thoại cho em nha. Rồi xem thử 1369 là chị mình xem live trước giùm em, nãy live trước em có mặt đó chị. Rồi chị nào lấy đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ nha, dám trước sau là 199k. Em qua mẫu đầm tiếp theo nha. Nãy có chị hỏi là lên đầm von hai nhí nè, em mặc lên von hai nhí cho các chị xem trước nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em luôn là mã nè, với điện thoại liền em chịu hàng nè. Rồi chia sẻ live giùm em luôn nha cả nhà ơi. Lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Chị nào mình lấy mẫu nào, cái chị đặt hàng dùm em ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Mẫu tiếp theo. Đợi em một chút xíu nha. Đây là 1355. Đây von hoa nhí này cả nhà ơi. DA 1355 đầm em đang mặc trên người sẽ có cho mình là 4 size nha, MLXL với lại là 2X nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nè. Đầm như em mặc mà màu xám cho hả chị? Em không có chị, vẫn mẫu đầm vừa nãy em chỉ có đúng một màu thôi chị nha. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc các chị ghi mã này cho em là DA 1355. DA1355 ngày hôm nay em chốt sale luôn trên live này cho cả nhà. Chỉ có giá là 299k. Để có chị hỏi đầm von hoa nhí nè. Hiện tại đây là một cái mẫu mới của bên em luôn nha cả nhà, và em đang có đủ hàng, các chị cứ lên đơn nha. Mã này là DA1355. Chị nào ưng ý lên đơn hàng liền giùm em nè. Vải rất là mềm và chất mát nè, có túi cho mình nè. Bên trong có kèm lớp lót thun cô tông. DA1355 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1355 giá ngày hôm nay chốt sale luôn cho mình chỉ còn có giá là 299.000 đồng.
299 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng ý mẫu này, cái chị đặt hàng sớm nè, ở đây em phối cho mình ba cái nút ngọc cho cả ba cái nút nút đá cho mình luôn nha cả nhà. Rồi, 4 size ML, XL với lại là 2X nha. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, cái chị đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size liền trên like cho cả nhà mình nha. 1355 và kèm cho em số điện thoại là 299k. Đây là một trong những cái mẫu hiện tại bên em mới về hàng nhưng mà bán rất là chạy luôn á. Phía đằng sau đây cả nhà, phía đằng sau là dây khóa kéo cho cả nhà mình nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt cho em là 1355. 1355 và kèm số điện thoại luôn. Sale luôn với giá chỉ còn có là, chỉ còn có giá là 299k. 299k mẫu đầm này. Ơn mẫu này các chị lên đơn hàng để dùm em ngay bây giờ nè, để em chịu hàng chịu size luôn. 1355 và kèm số điện thoại. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, chị Nguyễn My ok em lên đơn hàng cho chị nè. Chị Ngọc Châu ok em chốt đơn hàng cho chị nè. 1355 chị nào lấy đặt hàng sử dụng em ngay bây giờ nha. Giá em chốt hôm nay cho mình luôn có 299 thôi. 299k mẫu đầm này. Rồi có chị nào mình lấy đặt liền, chị Thiên Nga em chốt 1355. Gần trên giữa gần đầm đen. Mẫu nào chị ơi, mẫu này tí nữa em sẽ mặc dần dần những cái mẫu ở đằng sau này nha cả nhà, cứ đợi em một chút xíu nha. Hiện tại em cũng đang mặc theo yêu cầu của các chị mình luôn á. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng cho em mã này là 1355 nha. Chị Tuyết Nga ok em lên đơn hàng cho chị nè. Giá chốt ngày hôm nay là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người, đủ hàng và đủ size luôn. Rồi chị nào mới lấy nhanh tay lên đơn hàng thì giùm em ngay bây giờ nha. 1355 và kèm số điện thoại chốt sale với giá chỉ có là 299 thôi. Ơn mẫu này các chị nhớ lên đơn sớm nè. Ok chị Nguyễn Ngân em chốt cho chị nào 1355. Còn chị nào mới lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng thì giùm em ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size nha. Đầm cổ sơ mi hả chị, để tí nữa em kiểm tra còn không thì em sẽ lên sau nha. Để view được chút. Hình như đầm sơ mi nhưng mà nó hơi lệ sai rồi chị, có gì mình kêu mấy bạn gửi hình cho mình xem được không ạ? Cái mẫu đó nó hơi lệ sai nên là hôm nay em lại không like rồi. Đây là DA1355, chị nào ưng đặt liền giá ngày hôm nay em chốt sale cho mình luôn, chỉ có là 299k nha. Đầm này có đủ size ở cái phần này nè, cái phần tay này nó có bo cho mình, cái phần bo cho mình nhưng mà rất là êm nha, nó sẽ không có bị cấn, không có bị khó chịu vô cái làn da của mình đâu ha. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng ha. DA1355 với giá ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình chỉ có là 299k. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa size. Bây giờ nha các chị ơi, nãy có chị kêu lên đầm đỏ, bây giờ em sẽ lên tiếp tục đầm đỏ cho cả nhà mình xem thử nha. Rồi chị nào mình đặt hàng comment cho em là mã nè, với số điện thoại cho em liền nè, để em chừa hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà, giờ em lên mẫu đầm tiếp theo nha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà vào nhóm nha cả nhà. Mẫu tiếp theo đặc biệt là shop sale rất là sốc luôn. Các chị ơi mình chia sẻ chưa nè? Nếu chưa thì mình nhớ chia sẻ gấp liền dùm em nè cả nhà ơi. Vì cái mẫu đầm này shop sale là đặc biệt là chỉ áp dụng cho chị nào mà có chia sẻ thôi. Em sale mẫu đầm này là rất là rẻ nha cả nhà. Mẫu đầm này nè cả nhà ơi, từ 450 mà hôm nay shop sẽ sale xuống cho mình luôn, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi nha. 199k mẫu đầm em đang mặc nè, chị nào mình lấy đặt hàng cho em mã này các chị ghi cho em là 1347 nha. Mã này mình ghi cho em là 1347 và kèm cho em số điện thoại sale với giá là 199k. Chất vải này chất măng tô nha cả nhà ơi. Vải này mặc bao mát luôn, không nhăn nhậu nha cả nhà ơi, mặc rất thoải mái luôn. 1347 nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ em chừa hàng nè. Hôm nay shop sale đặc biệt mẫu đầm này xuống cho mình luôn với giá chỉ có là 199k. 199k chị nào mình đặt hàng comment liền dùm em 1347 và kèm cho em số điện thoại nha. Ở đây phối ngay cho mình một hàng nút luôn, một hàng nút xịn sò luôn nha cả nhà. Đuôi cá và đuôi cá nè, đầm này mặc mình bước đi hay mình ngồi nó cũng sang nữa. DA1347 ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 199.000 đồng mẫu này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size. 1347 và kèm số điện thoại. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ để em chốt sale luôn cho mình nha. Ok chị Tuyết Nga lên đơn hàng cho chị nè. Có chị nào mình lấy mẫu này
thì mình nhớ comment ngay bây giờ cho em nha. Sale luôn 199k về độ co giãn với chất vải măng tô này thì nhẹ thôi chị ơi, có độ co giãn nhẹ nhẹ cỡ này nè. Đó chứ không có nhiều nhưng mà đủ để mình mặc thoải mái nha chị ha. Cái vải này các chị cứ để ý cho em nè, cái phần kiểu tay nè, đó mình hay gập tay lại nè. Nhưng mà không có nhanh nha, không có nhanh luôn. Nếu như bình thường á, tay dài á, thường tay dài thì ví dụ mấy cái phần mà mình hay gập tay này lại thì vải nó nhanh là chuyện bình thường, đúng không cả nhà? Đó chuyện bình thường mà đa số vải nào cũng vậy. Nhưng mà riêng cái mẫu này đặc biệt luôn là không nhanh luôn cả nhà. Đó, nó mới khiến em bất ngờ đây là các chị mình thấy không? Không nha một chút nào luôn. Đây là 1347 nha. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm dùm em chịu hàng. Giá ngày hôm nay em chốt cho chị luôn, cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 199k. Sale sốc luôn nha cả nhà. Nhớ chia sẻ like dùm em nha. Rồi lên đơn liền dùm em ngay bây giờ em chịu hàng. Rồi ok chị Vân Nguyễn ạ. Rồi bây giờ đầm em đang mặc mã sản phẩm này là DA1347 nha. Chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 199k. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em nào cả nhà ơi. Tranh thủ mình lên đơn hàng ngay bây giờ nha cả nhà. Giá này sẽ được áp dụng ở trên live thôi. Hết chương trình sale em ngưng rồi em tăng giá lại. Chị nào mình đặt hàng mẫu này comment liền 450 sale trên live còn 199. 450 sa trên live chỉ còn có giá 199k thôi. Màu đỏ đô nha cả nhà. Màu đỏ đô này thì dễ mặc, không có kén da, da trắng, da ngà mình mặc đều được nha. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn liền dùm em 1347 và kèm trang điện thoại luôn. 1347 và kèm điện thoại sale giá 199k nha cả nhà ơi. Giá siêu yêu thương luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng sớm dùm em ngay bây giờ chốt đơn 1347 nha cả nhà. Chị Mai Châu ok lên đơn hàng cho chị nè. Sale này quá rẻ, với cái giá này thực sự sale là không là cái này chủ yếu sale lấy tương tác thôi cả nhà ơi, chứ lời thực sự là không nhiều hết trơn á. Không lời mấy nhiêu hết trơn cả nhà ơi, một cái đầm chuẩn shop vải đẹp về có 199k thôi. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nè. À, đầm hoa trên váy xòe đắp chéo. À, mẫu đó em có like rồi, chị nãy vừa nãy em có mặc rồi. Em xem còn cái mẫu nào kiểu vậy nó không để mặc like luôn. Rồi chị nào mình ưng mẫu nào các chị đặt hàng sử dụng em chịu hàng. Mã này là 1347 chốt giá là chỉ có 199 nha. Rồi đây em còn một mẫu này nữa nè, mẫu cũ kiểu như form đầm chữ A. Form đầm chữ A phía dưới là đuôi cá nè, hai vạch tà đắp chéo lại. Đây mẫu này em mặc lên cho các chị mình xem nha. Chị nào mình lấy đặt hàng sử dụng em ngay bây giờ luôn nha các chị. Rồi em vài cho em qua mẫu khác nè. Mẫu tiếp theo lên cho mình ở đầm hai nhí nha. Mở tiếp theo lên đầm hai nhí cho cả nhà mình đây. Đây là 1334. Đây là DA1334 nha cả nhà. Ok chị Huỳnh Nga lên đơn hàng cho chị. DA1334 mẫu đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL với lại 2X. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa nha cả nhà. Đó, mẫu đầm này form rất là xinh. Cái mẫu hoa nhí thường em thấy là bán rất là chạy luôn cả nhà. Mẫu này cũng vậy là đi hàng gần hết luôn rồi. Form đầm chữ A ha, và phía dưới là đuôi cá này. Xòe xòe nhẹ có hai vạch tà đắp chéo lại như thế này cả nhà ha, rất là xinh. Mã này các chị ghi cho em là 1334 và kèm số điện thoại. Ngày hôm nay shop sale là 259.000 đồng nha cả nhà ơi. 1334 và kèm số điện thoại nào các chị. Rồi, đầm này em sẽ có cho mình đủ size nha. DA1334 ok chị Ngọc Tiên em chốt sale luôn 259k. Chị nào mình đặt hàng mẫu này cứ comment cho em luôn ngay bây giờ nè. Là mã hàng nè, với điện thoại em chốt đơn liền nha. 259 thôi cả nhà ơi, quá rẻ luôn. Vải mềm, chất êm và mặc mát thoải mái dễ chịu luôn. Vải này là lụa mango nên là các chị mặc à, nó sẽ thứ nhất là nó êm, nó mát rồi không nhăn nhầu cho mình, có độ co giãn nhẹ cho mình nha. Đầm em có may túi hai bên luôn. 1334 và kèm cho em số điện thoại nha. Dạ chị Châu Nguyễn ơi, 1347 em sale 199k rồi chị Châu Nguyễn nha. Rồi chị ơn mẫu đó cứ lên đơn và kèm số điện thoại em chốt hàng nha. DA1334 đầm em đang mặc sale cho mình là 259.000 đồng. 259k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. 1334 và kèm cho em số điện thoại nè. 1334 và kèm trên điện thoại chốt sale với giá chỉ có là 259k. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ để em chịu hàng chịu sai nha. 1334 và kèm điện thoại là vải mềm, chất êm và mặc rất là mát nha.
Rồi đầm này em có 4 size, cả nhà cứ lên đơn nhá. M M lớn là 2X em có hết cho mình luôn, 56kg hả chị dạ. Rồi ok chị mặc XL ok luôn nha chị Thiên Nga nha. 1334 chị nào lấy đặt liền, giá sale là 259k. Rồi xong chưa các chị ơi, nhớ tranh thủ lên đơn liền và chia sẻ like giúp em luôn nha. 1334 chốt sale giá 259. 1334 giá sale là 259k. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền, em chịu hàng cho mình ạ. À, quá rẻ luôn nha cả nhà, phải êm mềm và mặc rất là mát cho mình luôn ha. Rồi và bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một sản phẩm tiếp theo nha, các chị đợi em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng liền dùm em nha cả nhà. Đây mẫu này nãy cũng có chị hỏi em mặc lên luôn à, đúng không? Bây giờ em sẽ mặc luôn cho các chị mình xem nha. Một cái mẫu đầm chất Atashi kim tuyến nha. Đầm này là co giãn nhiều lắm nè. Các chị nào 70kg mình cứ lấy cho em mẫu này luôn, 70-75kg vừa luôn nè. Rồi đợi em vài giây nha. Đây là 1331 nè cả nhà. Rồi 1331 đầm này là 4 size nha. Mã này là em có 4 size M, L, XL với 2X. Đầm này co giãn nhiều lắm cả nhà ơi. Đầm này giảm xuống một size mặc nha cả nhà, tại vì đầm này co giãn rất là tốt luôn. Có thể chị nào thích mặc ôm ôm á, cái chị giảm xuống 2 size luôn nha các chị. Giảm xuống 2 size cũng được luôn. Đây là DA1331 nha. Rồi em chốt sale luôn là 259k mẫu đầm này. 259k đầm em đang mặc trên người. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền dùm em bây giờ là 1331 và kèm xuyến thoại vải này chất Atashi kim tuyến nha cả nhà, rất là đẹp luôn. 40kg đến 65kg mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm dùm em ngay bây giờ nè, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Mã này các chị ghi cho em là 1331 nha. 1331 và kèm xuyến thoại sale giá 259k. Đủ hàng và đủ size cho các chị mình luôn. Rồi, cái này nó có co giãn rất là nhiều, chiều dọc, chiều ngang thoải mái. Giảm một size, giảm hai size mặc vẫn được nha cả nhà. Rồi, lên đơn hàng thì dùm em ngay bây giờ DA1331 và kèm cho em xuyên thoại luôn. Đầm hai nhí trên xào. Thật sự cái đầm này thì nó còn ít lắm cả nhà ơi. Nó chủ yếu nó chỉ còn size M thôi. Và em còn sót lại hai cái size L và một cái 2X. Nếu mà chị nào thích mẫu này thì hôm nay các chị đặt luôn, em xả hàng luôn nha. Tại vì nó cũng không còn bao nhiêu hết trơn á. Xả luôn 199k cho nhà mình. Bình thường mà đầm này các chị mua rẻ nhất cũng 299 rồi. Mà hôm nay 1338 đầm sơ mi hoa nhí rất là xinh như vậy, em xả hàng có 199 thôi. Em còn chủ yếu là size M với lại size lớn còn 2 cái và 1 cái 2X nha. Đó, 199 chốt liền tay nha cả nhà. Cái này không có nhiều đâu, cái này ai nha mới còn thôi nha. 199k. Mã này mình ghi cho em là 1338 nha. Mình ghi cho em mã này là 1338 và kèm cho em xin hỏi nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng liền dùm em. Đầm này 1338 em sale luôn cho mình với giá chỉ có là 199k. Rồi chị nào ưng đặt liền dùm em nha. Đầm hai nhí rất là đẹp, có hai túi luôn, phải lụm ango nha. Rồi qua mẫu này luôn. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền dùm em, ngay bây giờ em trừ hàng nha. DA1331 nè, đầm này em chốt sale luôn là 259. 259k, chị nào lấy đặt liền dùm em. Cái 1338 nó có độ co giãn nhẹ thôi chị. Nói chung là nếu mà size L thì eo tầm khoảng là 75 hoặc là 76, 77 trở xuống mặc vừa size L chị nha. Sao rồi, đầm em đang mặc các chị mình lên đơn hàng trên là 1331. Em chốt ngày hôm nay cho các chị mình là giá chỉ có là chỉ có giá là 259.000 đồng mẫu đầm này. 259k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng liền. DA1331 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1331 và kèm số điện thoại sale giá 259k. Rồi bây giờ nè,
Em coi mẫu khác được chưa các chị ơi? Ai lấy mẫu này các chị nhanh tay nhớ giảm size nha, tại vì đầm này coi giãn rất là tốt. Mình giảm hai size cũng được, mình giảm một size cũng được nha, coi giãn nhiều cực kỳ. Đầm này mặc ôm ôm mới đẹp nha cả nhà ơi. Rồi hoặc không á thì các chị phối thêm dây đai vô. Đem phối dây đai cho mình xem. Đai này không kèm đầm, cái này em phối thử thôi nha cả nhà. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1331 và kèm cho em xin hỏi nè. 1331 và kèm cho em xin hỏi sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. 259k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị nhớ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Comment cho em là mã hàng nè. Và kèm cho em xin hỏi em chuyển hàng luôn. 1331 nha cả nhà. Nam sale cho mình chỉ có giá 259 thôi, quá rẻ luôn các chị. Đầm này là Atashi kim tuyến nha. Vải này coi giãn nhiều lắm luôn, mặc thoải mái, xịn sò luôn. Rồi, lên đơn liền dùm em ngay bây giờ nha. 1331 chốt luôn với giá chỉ có là 259.000 đồng. Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Chị nào mình đặt hàng comment liền dùm em ạ. Rồi, xem kẻ ngày hôm nay có mẫu này xả hàng nè. Các chị đợi em một chút xíu nha. Em lên cho mình một cái mẫu xả hàng cho các chị mình đây. Mã này là 1325. Đây 1325 này cả nhà ơi. 1331 ok chị Hồng Liên, em lên đơn hàng cho chị nha. Rồi mẫu đầm này là 1325, cái này em xả hàng nha. Một cái mẫu đầm hàng chuẩn form vải đẹp luôn, lụa mango luôn. Hôm nay em xả hàng nhanh luôn, 179 thôi, giá cực rẻ luôn nha các chị. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng luôn dùm em ngày hôm nay nha. 1335 xả hàng, giá sốc luôn. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng nè. 1325 là mẫu đầm em đang mặc nha các chị. Hôm nay chốt giá sốc cho mình xả hàng luôn với giá chỉ còn có 179k. Với cái giá này em sale là chủ yếu lấy tương tác thôi nha cả nhà ơi, nên là nó rất là rẻ. Mình đừng quên bấm theo dõi trang và chia sẻ like giúp em nha. 1325 và kèm số điện thoại là form chuẩn đẹp luôn. Hạ eo là ngang cổ chảo tay, là từ đây sẽ nhẹ xuống che bụng và đầm này có túi hai bên. Ở đây em phối thêm cho mình là ba cái nút gỗ cho mình nha. Và dây khóa kéo là phía đằng sau. Mã đang mặc trên người đây là DA1325. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền cho em nào. Chốt luôn ngày hôm nay với giá chỉ có 179.000 đồng. 179.000 đồng mẫu đầm này. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Để em chiều hàng chiều size liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. Form quá đẹp luôn. Ngày hôm nay giá siêu siêu sốc luôn nha cả nhà. Rồi đầm này hôm nay sale chỉ có 179k, cơ hội chỉ có một thôi. Em sale áp dụng duy nhất trên line này thôi nha cả nhà. Ở đây em cao mét 62, form đầm này mặc dài tới đây nha cả nhà. Vừa phải và dễ mặc cho các chị mình luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nha. Xả hàng có 179 thôi cả nhà ơi. Chị Nguyễn My ok em chúc 1325 cho chị nè. 1325 và kèm số điện thoại liền cho em nha cả nhà ơi. Sale hôm nay chỉ có giá là 179 thôi. Rồi lên đơn liền dùm em ạ. Rồi ok chị Ngọc Trâm em chốt 1325 sale giá 179 nè. Rồi chị Thanh Quỳnh em chốt 1325 sale giá 179k. Còn chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Cố gắng mình đặt hàng sớm dùm em để em chốt sale nè cả nhà ơi. 1325 và kèm cho em điện thoại nha. 1325 và kèm trang điện thoại sale luôn với giá chỉ có 179.000 đồng. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè. Để em chừa hàng và chừa size luôn nha. Form chuẩn đẹp cho các chị mình luôn. Vải này không có nhăn nhầu và có co giãn thì nhiều cho các đây. Vừa. Đó co giãn vừa phải và dễ mặc cho mình ha. Rồi 40kg đến 65kg vừa mẫu đầm này chị nào ưng ý nhớ lên đơn hàng sớm giùm em. 1325 và kèm trang điện thoại nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chốt sale luôn cho mình nha. Mẫu đầm này em sale cho mình chỉ có giá là 179 thôi. Ok chị Ngọc Trân chốt cho chị là 1325 nè, 179k. Còn chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng cho các chị mình luôn. Giá em chốt ngày hôm nay là 179.000 đồng. Rồi form chuẩn đẹp luôn, phải có con giãn ha. Không nhanh nhầu, mặc êm và mặc mát cho mình. Nếu mà 2X thì eo tầm 84 hoặc là eo 86 trở xuống mình sẽ mặc vừa nha. Rồi chị nào mình lấy lên đơn hàng sớm giùm em. DA1325 và kèm trang điện thoại nha cả nhà ơi. 179k thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một sản phẩm khác nha. Cả nhà đợi em một chút xíu nha.
Chị nào mới lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em trừ hàng cho nhà mình nha. Mẫu tiếp theo. Alo cho mình đầm maxi ha. Để có chị hỏi em đầm dài nè. Ở đây em có cái đầm 1336 nè, em sale cho mình đây. Rồi đợi em một chút xíu nha cả nhà. Maxi nè các chị ơi, 1336. Mẫu đầm này thì hôm nay sale xuống còn có 259 thôi. Sao xuống còn có 259k và mẫu này là nằm trong top bán chạy luôn. Nên nó sẽ có thể hết hàng bất cứ lúc nào nha cả nhà. Đây là DA1336. Rồi 1336 hàng gần hết rồi cả nhà. Sale hôm nay chỉ có 299. 299k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trên size low form rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi. Từ 40kg đến tầm gọi là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt cho em nha, 1336 và kèm cho em số điện thoại nè. Rồi ok này chị Ngọc, như em chốt cho chị là 1336 này, sale có 259 nè cả nhà. Sale có 259k thôi, quá là rẻ luôn. Ai ưng mẫu này thì các chị cứ comment cho em luôn ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà. 1336 và kèm số điện thoại ạ. 1336 và kèm trên số điện thoại, em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 259. 259k. Ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em để em chốt sale luôn nha cả nhà. Mã này mình ghi cho em là 1336 và kèm cho em số điện thoại nè. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát và có co giãn luôn nha. 1336 nha. May thêm maxi đi nha shop. 1336 chị mua mặc dễ thương rồi. Em cảm ơn chị Phương Lan Lê nhiều. Để có gì sắp tới bên em may thêm cho mình nha. Đây em đứng xa xa cho mình xem form này. Form này dài tới phần cổ chân như thế này luôn. Đó, form chuẩn đẹp luôn nha cả nhà. Mà cái màu này không có bị kén da đâu. Da trắng hay là da ngâm mình mặc được ok hết nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1336 và kèm số điện thoại. Sale luôn trên like chỉ có giá là 299.000 đồng. Bây giờ maxi hiện tại là chỉ có một mình mẫu này thôi. Các chị tranh thủ mình lên đơn hàng sớm nha, kẹo là nó hết hàng và hết size của mình ấy. 1336 và kèm cho em số điện thoại chốt ngày hôm nay cho cả nhà. Chỉ có là 259.000 đồng. 450 là giá gốc và hôm nay shop sale chỉ có giá 259 thôi. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em. Ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Hàng em cam kết cho mình là em mặc like làm sao là em giao hàng y chang như vậy hết. Mặc like làm sao là giao y chang như vậy, không khác gì đâu nha cả nhà, mình yên tâm cho em luôn. 1336 và kèm số điện thoại chốt đơn liền trên like với giá chỉ có là 299.000 đồng. Form chuẩn và đẹp cho các chị mình luôn. 40kg đến 65kg là vừa nha cả nhà ơi. 2X là eo tầm 84 trở xuống mình mặc vừa. 1336 rồi, chị nào mình lấy đặt hàng nhanh cho em nào, giá em chốt ngày hôm nay chỉ có là 259k mẫu đầm này. 259k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ơn mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng nha. Rồi xong chưa các chị ơi, chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Vải này mềm lắm, vừa mềm vừa êm vừa mát, với lại nó sẽ có co giãn cho mình. Nên là khi các chị mặc nó cũng rất là dễ chịu và thoải mái nha. DA1336 và kèm số điện thoại cho em luôn. Sale ngày hôm nay với giá chỉ có 259k thôi. Rồi bây giờ em chuyển qua mẫu khác cho mình đây ạ. Các chị đợi em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào các chị comment cho em luôn là mã hàng nè, với số điện thoại này để em trừ hàng trừ size luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm này phụ vest nha cả nhà ơi, hôm nay sale luôn đầm vest nè. Các chị ơi nhớ chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha. Đây mẫu tiếp theo đây cả nhà ơi, đây là 1366. DA1366 đầm này em sẽ có cho mình là 4 size nha. ML, L, 2X, cơ bản cái form của nó như thế này nè. Rồi có dây để mình cột eo. Dây thì mình cột cũng được, tháo ra cũng được, tùy ý mình nha cả nhà. Tại dây này dây rồi không bắt buộc. Đó, không bắt buộc mình phải cột. Chị nào thích thì cột, không thích thì tháo ra nha. Rồi đầm này của em để em phối thêm cho mình à. Em sẽ cột dây lại cho mình xem thử cái form sao nha. Mã này là các chị ghi cho em là 1366, hôm nay shop sale cho mình là có 219 thôi. Em có đủ hàng luôn á.
MLX, L2X em đều có hết. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nằm mã này mình ghi là 1366 và kèm số điện thoại cho em nha. Dây này là dây rời đó nha cả nhà. Mình chị nào khéo tay mình thắt cái nơ vô nhá. Tại vì em mặc nhanh thì em sẽ cột đại khái về trước cho mình xem thử. Cái mẫu đầm này của em thì sẽ có hai màu. Đây ở đây có thêm cái tông màu da nữa này cả nhà. Màu da là 1365 và màu hồng là 1366. Có hai màu cho mình lựa chọn luôn và sale hôm nay có 219 thôi. 219k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Điểm chuyển hàng chuyển size luôn, form rất là đẹp luôn. 4 size ha. ML, XL với lại 2X từ 40kg đến 65kg vừa. Cái vải này là vải cô tông lạnh nha cả nhà. Với cái chất vải cô tông lạnh vậy các chị mặc rất là mát luôn ha. Mềm êm mát rượi rượi mặc rất thoải mái. Em phối thêm cho mình nguyên một dàn nút nè. Phối luôn cho mình nguyên một dàn nút ngọc xịn sò cho mình luôn nha. Rồi chị nào mình ưng đặt hàng cho em nào. DA 1366 màu hồng và 1365 là màu da. Sale ngày hôm nay chỉ có giá là 219 thôi. 219k mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng này giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nha. Phải mềm, chất êm và mặc rất là mát nha cả nhà. 1365 là màu da, 1366 màu hồng. Tổng sẽ có hai mẫu nha. Thì nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng này giùm em. Ngay bây giờ để em chịu hàng luôn nè cả nhà ha. Form chuẩn đẹp cho các chị mình luôn. Rồi ưng mẫu nào các chị lên đơn sớm giùm em là chị ok chị Tuyết Nga em lên đơn hàng luôn. 1366 màu hồng, 1365 màu da. Với hai cái màu này thì nó sẽ không có bị kén nha. Da trắng, da ngâm mình mặc ok hết. Mặc đi làm, mặc đi tiệc, mặc đi chơi đều được nha cả nhà. 1366 màu hồng, 1365 màu da. Sale luôn trên live giá chỉ có là 219 ngàn. 219 ngàn đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển size. 1365 màu da, 1366 màu hồng. Chốt sale 219k. Lên đơn liền dùm em nha. Lên đơn liền dùm em ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Vải bao đẹp luôn. Cái chất này đúng xịn luôn cả nhà. Mặc cực kỳ là mát luôn. Sờ vô rất là êm tay miệng tay luôn nha. Rồi em chốt ngày hôm nay cho mình chỉ có giá là 219 thôi. Rồi chị nào mới lấy mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Ok này chị Ngọc Châu em lên đơn hàng cho chị nè. Có chị nào mình ưng mẫu này thì mình cứ comment sớm dùm em ngay bây giờ nha. Để em chịu hàng luôn trên live cho các chị mình nè. Đầm này tháo dây ra được nha cả nhà. Đây cái form tháo không cột dây nó cũng rất là đẹp nè. Đó các chị nhìn cho em nè. Rồi 1366 màu hồng và 1365 là màu da. Tổng em sẽ có hai màu và sale giá 219 thôi. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này nha, để em chịu hàng chịu size luôn nè. 1365 màu da và 1366 màu hồng. Chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 219k mẫu đầm này. Ưng ý mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha. Để em chừa hàng và chừa size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng sớm. Em chốt sale cho mình nha.